Thanh Việt xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thanh Việt. Thưa quý vị, hôm nay trong tập 804 trở lại với quý vị sau một ngày nghỉ, Thanh Việt gửi đến quý vị câu chuyện liên quan đến thầy quan nhà ta tại Bà Rịa Vũng Tàu. Câu chuyện về à, Thanh Việt xin được tường thuật lại cái buổi thẩm vấn về những cái sai phạm của thầy quan với giáo hội của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhưng mà để cho quý vị hiểu rõ cái câu chuyện đó quý vị thân vị xin được kết luận luôn là thầy quan nhà ta nhưng quý vị nhé vẫn bình chân như vậy thầy Quang bình chân như vậy à, thưa quý vị vậy thì tại sao à, trước những cái sai phạm như vậy à, một số quý vị chắc đã đọc ở trên mạng xã hội và đã thấy rõ tai ta nghe mắt thấy đầy đủ hết nhưng mà tại sao thầy lại bình chân như vậy? Thì thưa quý vị, xin mời quý vị lắng nghe chương trình ngày hôm nay trong tập 804. Sau chương trình, nếu quý vị cảm thấy rằng đây là một cái chương trình đáng chia sẻ, quý vị nhớ bấm nút share cũng như là để lại lời bình luận và bấm nút like. Thanh Việt xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. À, quý vị đã biết rồi, cách đây không lâu, à, ban tôn giáo chính phủ đã đề nghị Sở Nội vụ của tỉnh bà rịa vũng tàu cũng như là giáo hội của tỉnh bà rịa vũng tàu à, cần phải thẩm tra nè rồi rà soát nè xác minh nè về những cái phát ngôn thuyết giảng của thầy Quang trên mạng xã hội tại sao vì nó không đúng với giáo lý à, giáo luật rồi song song đó người ta phát hiện là thầy đổi giới cấm trong chứng điệp quy y à, tam bảo à, của phật giáo đó là hai cái uh, chủ đề chính mà bên ban tôn giáo chính phủ uh, cần bên uh, uh, số nội vụ cũng như là giáo hội cần phải làm rõ. Thì thưa quý vị vào thời điểm đó đó, sau khi mà uh, uh, tờ báo uh, các tờ báo đăng đó quý vị thì uh, những quý vị khán giả nào uh, đã theo dõi dạo gần đây rất là nhiều những cái đoạn ngắn, khoảng uh, chưa tới một phút, có khi là ba chục giây Về những cái phát ngôn của um, thầy Quang nhà ta đó quý vị Thì quý vị bảo, thôi rồi, kỳ này là sông suối Không tay nào mà chạy được, ôi nhé, thế nhé Đúng quý vị, quý vị vẫn còn nhớ đúng không quý vị Và thân việc biết rằng khán giả thuộc thân việt phóng sự cũng chờ đợi Không biết sẽ xử lý thầy Quang như thế nào Và quý vị thấy là trên mạng xã hội rất đông các uh, bài bài viết Nhưng quý vị các rong rất là nhiều các, các bài viết nào là Các cái tiêu đề chẳng hạn như là Rồi ơi giờ này thì tiêu rồi Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi Đúng không quý vị Và thưa quý vị Thì Thanh Việt không biết tiêu rồi Hay là tiêu chưa hay tiêu đi Nhưng Thanh Việt chỉ biết một chữ Bốn chữ duy nhất đó quý vị Đó là bình chân như vậy Thầy quan nhà ta tại Vũng Tàu Bình chân như vậy Vậy thì phù phép gì, thần phép gì lại bình chân như vậy. Thú vị nha quý vị, rất là thú vị. Thì đây nè quý vị, đầu tiên á cái thông tin này á sau khi mà đọc xong cái thông tin này đó quý vị thì thân việc thật sự là hơi bị choáng. Choáng thật sự luôn quý vị, choáng không phải là vì lên máu uh, máu cao hoặc là quên uống thuốc vào buổi sáng. Nó máu cao là vì sao quý vị? Vì cuộc họp đó À, xảy ra cách đây khoảng à, 5 ngày Ngày 8 tháng 6 Vào buổi chiều à, Ban trị sự của giáo hội Nhà quý vị à, Đã đến chùa Phật Quang à, Và họ đến Để họ làm việc Với thầy Quang nhà ta à, Và thưa quý vị Người dẫn đầu đó quý vị Người dẫn đầu đó Trong đó đó quý vị là có một thượng tọa à, Pháp danh là nhuận trí à, Vị thượng tọa này là người mà quý vị không biết còn nhớ hay không người đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng trong cái việc mà khiển trách thượng tọa minh đạo nhưng quý vị nhé thượng tọa minh đạo thì hình như thanh việt cũng đã chia sẻ cái đoạn ghi âm của vị thượng tọa này khi mà lên tiếng của trách thượng tọa minh đạo về cái việc tại sao dám khen ngợi sự minh tuệ với cái danh nghĩa là của giáo hội vì vậy là sai tự vì giáo hội không có khen à, sư minh tuệ mà thượng tọa minh đạo lại lấy cái danh nghĩa là giáo hội để đi khen như vậy là bỏ chữ vào miệng của giáo hội rồi đúng không quý vị nên là giáo hội không chịu thì cái người mà quý vị đã nghe trong cái, à, cái, cái bằng ghi âm đó quý vị đó chính là thượng tọa nhượng trí và ngài cũng là một trong ba người đi đến à, chùa phật quang một cái điểm mà thanh việt muốn nhấn mạnh đi muốn nh nhấn mạnh lại đó quý vị đó là cái chuyện mà ba vị thượng tọa này đến chùa phật quan chứ không phải là thầy quan nhà ta đi về tới một cái chỗ nào đó của giáo hội tỉnh nha quý vị để làm việc à, giống như là thượng tọa minh đạo đó quý vị là à, ngài bị mời đi đến đây hai lần rồi thưa quý vị à đi đến đây hai lần là một là cấp huyện cấp xã rồi sau đó là lên tới cấp tỉnh à và vừa rồi là lên tới trung ương nữa nha quý vị trung ương văn phòng 2 tại thành phố hồ chí minh nhưng mà cái trường hợp của thầy quang đó quý vị mặc dù được ban tôn giáo chính phủ đã đề nghị cần phải uh, thẩm tra nè rà soát nè rồi xác minh nè nghe nó rất là cứ nổ như là pháo đêm 30 đúng không quý vị và vì vậy một số quý vị đã bị phạt việc vị vì vị cứ chưa người ta nói chị hai chị nói đúng không quý vị Chị quý vị nhớ chị hai chị nói gì không chị hai chị nói rằng à đừng tưởng à ba mươi đã là tết nghe đừng tưởng ba mươi đã là tết thì vừa rồi đó sau khi mà quý vị nghe thấy ban tôn giáo chính phủ đề nghị cần phải thẩm tra nghe thấy dữ dội lắm quý vị thế là một số quý vị đã nhảy làm ba đà à chưa gì mà nhảy làm ba đà và bảo rồi kỳ này rồi anh quen tiêu sự tiêu nói vậy nè không có tiêu sự tiêu nha quý vị nhé không có thì thưa quý vị là Trong cái nhóm người đi đến chùa Phật Quang đó Thì có ba vị Ba à, vị đều là ở cái vị trí là thượng tọa Và vì thượng tọa những trí này Một trong ba vị giải thích rằng à, Chúng tôi không tự đến chùa Mà chúng tôi được giáo hội trung ương Và hòa thượng trưởng ban trị sự của tỉnh Yêu cầu đến nha quý vị chứ không phải là yêu cầu chúng tôi mời thầy quan đến cái văn phòng của uh, uh, giáo hội tỉnh mà chúng tôi phải đến. Oh vậy đâu quý vị à thì sao quý vị hai thượng tọa là từ ban trị sự và một thượng tọa là từ ban pháp chế à tức là về 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 luật của của phật đó quý vị nha à cái điểm đặc biệt mà thân Việt cũng muốn nhấn mạnh cho quý vị đó là cả ba vị thượng tọa này là nằm trong top 10 cái danh sách các khách mời của năm 2000 à, Của đầu năm à của của, của đầu năm nay, nhân đầu năm 2024. Khi mà chùa của thầy Quang nhà ta có một cái buổi lễ gọi là tổng kết các hoạt động Phật sự và từ thiện năm 2023. Thì đây, đây nha quý vị, đứng trên trang uh, trang website của chùa Thầy Quang đó quý vị. Thì họ đề nó này là quý vị. Sáng ngày 16 tháng 1 năm 2024 à, nhằm ngày 16 à, nhằm, nhằm ngày 6 tháng 12 năm Quý Mão à, chùa chúng tôi đã long trọng tổ chức à, tổng kết lễ tổng kết hoạt động Phật sự và từ thiện đạo tràng Phật Quang năm 2023 chương trình có sự quan lâm chứng minh của chư tôn đức tăng ni quý vị lãnh đạo chính quyền các cấp trong và ngoài tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu à, vâng 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 vâng, vâng nhà quý vị cùng với à, để lại, với sự tham gia của 58 đạo tràng 68 chúng thanh niên trên cả nước Ồ, trời, trời, quá đông quý vị ơi 58 mươi tám đạo tràng mà 68 chúng thanh niên luôn. à, tức là à, gọi là gọi một cách dễ hiểu là gia đình phật tử đúng không quý vị à gọi là gia đình phật tử đó rồi sao nữa quý vị thì à, thân việc để trên màn hình đó là cái danh sách à, dài lắm quý vị đông lắm nhưng mà thân việc bảo đảm với quý vị là trong ba cái vị đó, mà đến uh, chùa uh, của Thầy Quang nhà ta để uh, thẩm tra đó quý vị Thì uh, họ đều có danh sách trong cái top 9 người Mà quý vị thấy trên màn hình nha quý vị nha uh, Đều có đầy, đầy đủ trong này uh, Đầy đủ hết Họ có trong này uh, thân vị cũng không cần thiết phải nhắc tên Của những vị thượng tọa Thượng tài đáng kính này nha quý vị đúng không ạ không? Rồi Sao nữa Thì uh, Chủ trì của uh, chùa hộ pháp uh, Tại Bà Rịa Vũng Tàu À, cái này là uh, chùa hộ pháp chứ không phải là hộ pháp trong cái uh, cái đoàn uh, cái đoàn người đi cùng với sư Minh Tuệ nha quý vị à chùa hộ pháp này đó quý vị là vị là phó trưởng ban trị sự à, uh, mở đầu mở đầu cái buổi uh, họp đó quý vị thì vị nói rằng uh, Phật giáo đang bị tàn phá bởi mạng xã hội và những kẻ xấu uh, thân vị vẫn không hiểu tại sao mở đầu cuộc họp mà cái vị chủ trì của uh, cái chùa hộ pháp, tức là phó trưởng ban trị sự đó, lại nói về cái chuyện mà Phật giáo đang bị tàn phá bởi mạng xã hội và những kẻ xấu. Đưa quý vị, vậy là gần như à, cái cuộc họp này đó quý vị, là về thẩm tra những cái sai phạm nếu có của thầy quan. Nha quý vị, thì mình đi thẳng vào vấn đề tại sao mình lại um, nói rằng À, Phật giáo và các vị uh, tỳ kheo, các vị tu sĩ Phật giáo đang bị uh, đánh phá Bởi mạng xã hội và những kẻ xấu dạ, xấu lòng Như vậy là gần như là đã binh rồi hả quý vị Đã tìm thấy một cái lý do mà tại sao um, mà chúng ta thấy được những sai phạm của thầy Quang Và coi như là nếu mà ba vị này đi đến đi đến thôi bây giờ nhắc tới cái vụ của thượng tọa minh đạo đó quý vị thì thượng tọa minh đạo là được mời đi đến trụ sở à còn ở đây đó là ba vị nhớ quý vị à, thân chinh đi đến chùa thông à, thân chinh đi đến chùa để làm gì thưa quý vị để thẩm tra nhưng mà trước khi thẩm tra thì lại rào trước đón sau và đã nói rằng ồ phật giáo của chúng ta đang bị tàn phá bởi mạng xã hội và những kẻ xấu à các vị có gì à có đầy đủ nha quý vị nha. Đây. Thời gian vừa qua trên các nền tảng mạng xã hội có nhiều clip ghi hình ảnh, âm thanh các kiếp bị chuyện từ các bài pháp của các pháp sư nổi tiếng trong giáo hội Phật giáo Việt Nam và các phát biểu của các chức sắc tăng ni trong các à, buổi họp nội bộ làm sai lệch nội dung bài thuyết pháp, sai lệch ngữ cảnh phát biểu của các chức sắc tăng ni. Các clip trên với mục đích bị đặt bị chuyện vu khống nhằm thu hút lượt người xem ảnh hưởng đến thanh danh của tổ chức giáo hội và chức sắc tăng ni là mất uy tín của đạo Phật đối với quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, có những đối tượng giả tu sinh vào chùa công quả nhưng sau đó kết bè kết phái, dựng chuyện gây xì căng đăng, mất đoàn kết trong chùa với mục đích là mất uy tín của trụ trì và chùa ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của tổ chức giáo hội. Phật giáo của chúng ta đang thực sự đứng trước cơn bão của những kênh thông tin phi truyền thống à, phi truyền thông và phi chính thống. Ô trời 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 trời. Như vậy, như vậy khi mà à, ví dụ à, ví dụ ví dụ là quý vị đang à, à, gọi là răng đe dạy dỗ con cái của mình mà trước khi mà dạy dỗ con cái của mình thì đã nói sẵn luôn À cái trường đó cái lớp đó giáo viên dạy gì mà giỏi dữ vậy hả trời à xong rồi mới quay sang hỏi con của mình ủa tại sao con bị uh, uh, có có hai điểm mới vậy hai trên mười vậy sao kỳ quá vậy đúng rồi vậy có nghĩa là mình đã tạo một cái gì quý vị tạo một cái lý do để cho cái người bị thẩm phấn người ta trả lời luôn rồi đúng không quý vị à, tại sao vậy tại sao bất kỳ vậy quý vị có tưởng tượng trước khi chúng ta hỏi con của chúng ta rằng tại sao hôm nay đi học mà chỉ có 2 trên 10 thường thường là 10 trên 10 mấy năm trước là 10 trên 10 mà tại sao năm nay hai năm nay là hai trên mười à, mà trước khi chúng ta hỏi điều đó thì chúng ta nói rằng dạo này trong trường là kỳ dạy kỳ cục lắm cô giáo chủ nhiệm dạy cũng kỳ lắm à, cô nào cũng vợ thầy nào cũng dở Kỳ cục quá. Thế thì con của chúng ta nghe xong rồi. Lúc mà trả lời câu hỏi là tại sao con được 2 trên 10. Thì trả lời bằng cách nào quý vị? À, ba ơi, tí ơi. Như ba nói đó, tự là cô giáo đó. À, thì cái này nó cũng tương tự như vậy nha quý vị. Trước khi bắt đầu cuộc họp. Thì quý vị, một trong ba vị này đã nói rằng. Ô, Phật giáo của chúng ta là đang bị phá hoại, bị tàn phá. Bởi mạng xã hội và những kẻ xấu xa. Ô, ô thế quý vị, coi là xong xui chuyện rồi chứ quý vị nhé. Nhưng mà thôi quý vị, mình đã à, đi được à, 14 phút rồi. nha quý vị, thì mình phải đi tiếp đoạn đường còn lại để xem câu chuyện nó như thế nào, đúng không quý vị? Thì đây quý vị, hồi nãy thân vị có nói với quý vị là cái um, nguyên nhân đi đến cái chùa đó quý vị để gặp thầy quan nhà ta tại Bà Rịa Vũng Tàu đó, hai câu chuyện. Thứ nhất, vì lý do gì? ông lại xóa bỏ một trong năm cái giới luật của Phật tử tại gia. Đã quý vị, à, từ từ Phật tử tại gia khi mà đi quy y thì người ta quy năm giới, năm giới luật rõ ràng. Thì không biết vì lý do gì thầy quan nhà ta nói rằng à, thầy thì học về tới luật rồi, tới bằng tiến sĩ rồi. À, thầy thấy là cái giới luật của Phật đưa ra là không được. Thầy cần phải sửa một trong những giới luật đó. Thì thưa quý vị, từ hồi à, bao nhiêu ngàn năm rồi đó quý vị nhé từ lúc mà đạo Phật ra đời. À, rồi có những cái giới luật dành cho tỳ kheo ni, à rồi có giới luật dành cho Phật tử tại gia, chưa ai dám sửa. Nhưng quý vị, người ta có thể giải nghĩa nhưng không ai dám sửa trên mặt giấy tờ. Ồ, oh, nhưng mà đây có vị um, thường tọa với cái bằng tiến sĩ vừa mới lấy cách đây vài năm về luật thì uh, vị có thể sửa được đúng không quý vị. Ồ oh, ngộ à nha quý vị. Thì vị sửa cái gì? Vị sửa cái gì? Thưa quý vị, vị sửa rằng à vị bỏ bỏ một cái giới thì có vị cũng nghe rồi, bỏ cái giới tà dâm. nha. À, và thay thế bằng một cái giới hoàn toàn mới. Cái đó là không phản bội thay vì nói rằng không tài dâm thì vị cho luôn vào trong cái người ta gọi là lá phái nhưng mà thường thường đó vị người ta hay gọi đúng danh từ nó gọi là điệp giới nha quý vị cái điệp giới đó quý vị tức là một cái cái cuốn sổ người ta phát cho mình hoặc là một cái, cái 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 bằng giống như là một cái giấy khen vậy đó quý vị ở trên đó ghi rõ tên của mình rồi cái pháp danh của mình và những điều mình À, không được làm Gồm có 5 điều mình không được làm Gọi là 5 cái giới luật Dành cho Phật tử tại gia Nha quý vị nha năm giới thôi à, Vậy thì vị này vị đi sửa một giới à, Thế mới hay chứ à, Giới đó là giới không tài dâm Thì vị sửa rằng không phản bội Thì như vậy nha quý vị à, Bên giáo hội trung ương Đề nghị rằng không được làm như vậy nữa Thì thầy Quang Đã vui vẻ nhận lời Thưa quý vị là thầy Quang vui vẻ nhận lời thầy quang nói rằng thầy quang sẽ Y chỉ theo giáo hội trung ương đã đề nghị thầy sẽ thay đổi từ đây về sau yeah. giữ nguyên cái giới không tài dâm chứ không để vào cái chữ là không phản bội trong cái à, à, điệp giới à, cho phật tử nữa à, thú vị đúng không quý vị là thầy đồng ý à, nhưng mà rồi thầy giải thích làm sao thưa quý vị cái câu giải thích mới là quan trọng yeah. câu giải thích rất là quan trọng trước khi mà thầy quang có cơ hội để giải thích thầy một lần nữa kính thưa quý vị thượng tọa nhượng trí người đã lên tiếng chỉ trích thượng tọa minh đạo rất là dữ dội à cái hôm bữa mà thượng tọa minh đạo bị ra thẩm vấn đó quý vị à nha quý vị thì lần này thượng tọa nhượng trí gợi ý cho thầy quan nhà ta à này thầy thầy có thể là giải thích cái chữ không phản bội khi mà thầy thuyết giảng cho Phật tử quy y thầy. Nhưng trong cái lá phái hay là cái điệp giới thì thầy viết y nguyên cái chữ không tà dâm dùm cho chúng tôi. À, thầy Quang đồng ý. Nhớ quý vị, ôi người ta đã mở đường cho mình. À, thế gì mà không đồng ý đâu quý vị. Thì à, đây thưa quý vị, đây. Đây là trong cái bản tường trình họ đã ghi rất là rõ giới cấm của Phật chế từ xưa đến nay chúng ta phải giữ tinh thần giới luật, không nên sửa đổi mà phải giữ nguyên. Thương tòa quan có thể nói mở rộng y của không phản bội trong phần diễn giải giới thứ ba lúc làm lễ quy y tam bảo để cho Phật tử hiểu thêm. Còn trong cái tờ lá phái, tức là tờ điệp giới, à, quy y thì nên giữ nguyên chữ không tài dọc. Oh, coi như là gợi ý rồi còn gì nữa quý vị gợi ý à, vẽ đường cho hưu chạy nha quý vị thì um, thầy Quang mới uh, uh, lên tiếng và giải thích cho ba vị thượng tọa đó nghe như thế này à, và cái điều này thì thanh việt cũng đã đoán được và quý vị thầy giải thích như thế nào thầy giải thích như thế này nè quý vị sở dĩ mà thầy đề chứ không phản bội á ý của thầy nói rằng không phản bội có nghĩa là thủy chung một vợ một chồng nha quý vị à, ý có thể nói rằng phật nói rằng không tà dâm thì có nghĩa là cần phải thủy chung một vợ một chồng không phản bội người vợ của mình hoặc là phản bội người chồng của mình nói tóm lại là không phản bội bạn đời của mình nha quý vị thì thầy giải thích rằng ồ nếu nói không phản bội à, không um, 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 À, đi à, à, chung giường chung chiếu à, với người không phải là vợ của mình không phải là chồng của mình, thưa quý vị thì cái đó là giới tài dâm. thì à, thưa quý vị vì cái ý đó nên thầy nói rằng à, tớ đề vậy là đúng rồi. À, tớ vì Phật nói rằng không tài dâm có nghĩa là Phật nói rằng chỉ có một vợ một chồng, à, không làm chuyện bậy bạ với người khác như vậy là thủy chung, à, hay nói một cách khác là không phản bội. có gì sai? Thưa quý vị, Thanh Việt nói với quý vị rằng sai. Ủa tại sao sai? Ủa Thanh Việt xem xí soạn nhìn cái chữ không tài dâm lại một cái góc độ khác hay sao? Thưa quý vị, không phải. À, không phải. Nhưng mà trước khi giải thích cho quý vị không phải thì Thanh Việt xin à, nói luôn. Nhưng quý vị, cái ý của thầy Quang nó như thế này. Thầy nói như thế này. Giới thứ ba không tài dâm được diễn giải được diễn giải là không ngoại tình. Tức là vợ chồng không được phản bội nhau khi lập gia đình thì phải thủy chung một vợ một chồng để giữ hạnh phúc cho gia đình và sự ổn định cho xã hội à thầy giải thích rằng ồ không tài dâm có nghĩa là không ngoại tình đó ông ơi à, như vậy có phải không quý vị thưa quý vị nó chỉ đúng 50% nó chỉ đúng 50% có nghĩa là trong cái chuyện không tài dâm là quý vị có cái chuyện mà phải chung thủy với người bạn đời của mình nhé yeah nhờ quý vị à nhưng mà nó chỉ nó chỉ là một phần thôi còn không tài dâm nó còn có nghĩa rằng nếu đã là người con của phật thì phải hướng đến một đời sống tình dục quân bình lành mạnh văn hóa và văn minh nghĩa là sao Sàm xí sọ nghĩa là gì quý vị nghĩa là người phật tử phải có đời sống quan hệ vợ chồng một cách bình thường luôn luôn trong chánh niệm với cái hành vi ân ái của mình không tùy tiện buông thả và phóng túng à, là sao nữa có nghĩa là có quan hệ một cách chừng mực có tiết độ à với tinh thần tự nguyện tôn trọng người bạn đời của mình người bạn đời mình chịu à thì mình mới à, thực hiện cái hành vi đó nhớ quý vậy mình phải thấu hiểu cái tâm tư cái tình cảm của người bạn đời của mình vào thời điểm đó chứ không phải mình muốn là được à nói nói một cách dễ hiểu nó như vậy nó phải có chừng có mực À, đúng nơi đúng chỗ không phải à, à, Luôn tung à, 24 trên 5 bộ à, chẳng hạn như vậy. Nha quý vị, thì cái đó nó nằm trong thế giới là không tài dâm như vậy, không tài dâm không đơn giản chỉ có một điều là phải trung thủy. đúng rồi, không tài dâm là phải trung thủy đúng, nhưng mà nó chỉ có một nửa thôi. Còn nửa còn lại còn nhiều nữa. Không tài dâm có nghĩa là không đòi hỏi liên tục à, và không cần biết được người bạn đời của mình như thế nào. À, à mình phải tôn trọng người bạn đời của mình cũng là không tài dâm nha quý vị à mình phải có tinh thần tư nguyện chứ không phải là ép buộc à, cưỡng đó là vậy đó là vậy thưa quý vị à à còn cái chuyện không tài dâm nó còn có một cái gì nữa quý vị là không quan hệ cùng huyết thống cũng là không được tài dâm Đấy, quý vị nó cũng nằm trong cái đó luôn chứ không phải là ồ không tài dâm có nghĩa là phải đi đúng cái đường gọi là chung thủy với người bạn đời của mình sai nói như vậy chỉ có nói có nửa cái ý thôi không đủ à, thầy quan giải thích vậy thầy quan giải thích sai nhé rồi sao nữa quý vị rồi thầy quan niệm như này à thầy nói rằng tài dâm có nghĩa là phản bội à, thầy thầy nghĩ như vậy mà nên thầy mới kết nối sự chung thủy vợ chồng trên vấn đề tình dục với một cái thứ tình nữa nó gọi là tình yêu dân tộc và tình yêu chủ nghĩa xã hội đó dạ quý vị nhá. thì thưa quý vị cái điều này nó sai quý vị nó sai mà nó sai ngàn dặm nó sai một cách ố chỉ và vô căn cứ tại sao vậy tại sao thân việc lại nói rằng cái vị thầy quan yêu dấu này là quý vị nhá, vị giải thích rằng tà dâm là phản bội à mà phản bội có nghĩa là không có sự chung thủy với vợ chồng trên cái vấn đề tình dục nên từ đó thầy liên kết luôn à, không chung thủy à, không phản bội như vậy là phải nói luôn à, không phản bội tình yêu tình yêu này gồm có tình yêu dân tộc tình yêu à, à, chủ nghĩa xã hội tình yêu hàng xóm tình yêu à, gì là gì đó quý vị có thấy có rối vận không quý vị à, vì không chế cho quý vị đây thầy nói như thế này bên cạnh đó để phù hợp hơn với thời đại hiện nay à, chúng con đã diễn giải mở rộng Ui trời 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 Chế đó quý vị Chế đây mở, mở, rộng là chế đó quý vị Là không phản bội Nghĩa là phải trung thành Mà trung thành với cái gì Trung thành với đạo pháp Dân tộc Và chủ nghĩa xã hội Ồ Thầy uh, phải thưa xin lỗi quý vị Là thầy mở rộng quá dữ dội Nhưng quý vị Thầy phan kiểu này Thì phan kiểu này là hơi bị Quá lố quá đà Nhưng quý vị nhá Tại sao Đạo Phật đó quý vị Là một đạo tư nguyện đó là một cái sự khác biệt giữa Đạo Phật với các Đạo khác. Đạo Phật quan trọng sự tự nguyện, không ép buộc. Không ép buộc sự trung thành, mù quán. Nhưng quý vị, có nghĩa là trong, đạo, trong Kinh Nhà Phật có nói rõ ràng nè. Không quy y ngoại đạo. Không quy y tà ma ngoại đạo. Nhưng quý vị, có nghĩa là đã quy y Phật rồi thì không quy y tà ma ngoại đạo như quý vị à. còn ở đây vị nói rằng ồ oh, ồ oh, à, như vậy là phải trung thành quý vị trung thành đó quý vị thì người ta thường hay trung thành với một đấng giáo chủ có quyền có uy có lực đạo phật của chúng ta thì có một mỗi một, một ngoặt đúng ngoặt mỗi ngoặt một vị giáo chủ có tên là đức phật thích ca tuy nhiên Chúng ta không bao giờ gọi là giáo chủ Vì sao? Vì Phật Thích Ca chỉ có là một vị thầy hướng dẫn cho chúng ta Nhưng quý vị Chứ Phật Thích Ca không có quyền lực Không có phép màu nhiệm Để đưa chúng ta đi vào cái cõi nào Trong cái kiếp sống luân hồi Đức Phật không thể nào đưa chúng ta vào Trong một cái thế giới Ở dưới địa ngục Hay là một thế giới Atula Nhưng quý vị à hay là được về cõi phật không có đức phật không làm gì được đức phật không có quyền và đức phật không có cái sức để làm chuyện đó đức phật là một người thầy vĩ đại hướng dẫn chúng ta đi trên con đường tu tập làm sao có thể đi để giải thoát nhưng quý vị chứ đức phật không có thể à bay bổng chúng ta đưa chúng ta à, một hai ba biến một cái là cho chúng ta vào cõi phật được Đức Phật không làm vậy. Đó là sự khác biệt giữa đạo Phật và các đạo khác. Điều này là cái điều căn bản nhất cần phải nắm rõ. Cái thưa quý vị. Rồi sao nữa quý vị? Đó, quý vị thấy là vị 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 thượng tọa yêu gấu này đó quý vị. À, nghĩ được là hay nha quý vị nha. À, quý vị có nghĩ rằng từ một cái chỗ mà về tình yêu về tình dục về xác thịt mà vị có thể liên kết được đi sang tình yêu dân tộc tình yêu xã hội chủ nghĩa ôi chà chà ôi 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 Ở sao đâu quý vị rồi đó là cái phần đầu tiên rồi, vị nói rằng tại vì à, à, chúng con là nghĩ như vậy thì bây giờ mà giáo hội trung ương muốn thì từ đây là chúng con không làm nữa À, chúng con sẽ cho đi in các cái à, à, điệp giới à, à, giữ nguyên Chuyện mà không tài chăng. à, Coi như là xong chuyện Nha quý vị Coi như là xong chuyện Rồi sao nữa Thưa quý vị Một người nhà quý vị Không cần biết có bao nhiêu chục Bao nhiêu trăm Bao nhiêu ngàn cái bằng yeah. Đúng không quý vị Mà chỉ cần sửa đổi giáo luật Của Phật đã đưa ra đó quý vị thì tuyệt đối là cấm kỵ. Mình sửa đổi lời Phật dạy mà quý vị. À, sửa đổi lời Phật dạy. Và sửa đổi bằng cách viết ra luôn trong tờ điệp giới. Trong tờ quy y. Thì thưa quý vị, cho dù là cái thế kỷ bao nhiêu đi cũng vậy. Trải qua bao nhiêu ngàn năm. Nhưng quý vị, năm giới luật dành cho Phật tử không thay đổi. Năm giới 250 giới dành cho tỳ kheo cũng không thay đổi. Thế thì mới giật mình. Không biết là vị này đó quý vị, vị quan này nè, bà Rịa Vũng Tàu này nè, có thay đổi 250 giới cho tỳ cho tỳ kheo không quý vị? Chứ là cho các cái vị nam tu sĩ không quý vị? giảm lắm mới chưa hả? vì ừ. Vị có thể sửa đổi năm giới luật cho Phật tử tại gia, tức là cho chúng ta đó quý vị. Thì vị có thể sửa đổi 250 giới cho chính vị, nhưng quý vị vì vị, vị đó là một nam tu sĩ mà, nam tu sĩ là tỳ kheo, đúng quý vị thì 250 giới, khi giờ không, không biết có sửa không trời, này hơi khủng khiếp ở nhau quý vị, à, không biết khủng khiếp lắm. Thật ra đó quý vị, trước khi mà đi sang cái phần mà các cái bài thuyết pháp có vấn đề đó, thì thật ra đó quý vị trong cái điệp giới của à, thầy Quang bà rịa vũng tàu đó quý vị nó không chỉ có cái phần là à, là 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 bỏ cái à, không tà dâm thay thế bằng là à, phải trung thành đúng nhân quý vị à không được phản bội đâu không phải đâu cái đó chỉ một phần thôi có lẽ là ngày mai để cho nó liên kết thanh việt sẽ phân tích cái điệp giới của thầy Quang và so sánh với điệp giới của một người à, cũng rất là nổi tiếng nha quý vị À, và cũng đã từng được thầy Quang nhắc đến đó là à, thượng tọa thích pháp hòa, Nhưng quý vị ngày mai thì thanh Việt sẽ so sánh cái điệp giới của thầy Quang Bà Rịa Vũng Tàu với à, thượng tọa pháp hòa à, tại Canada à, để chúng ta cùng cùng hiểu đến nha quý vị à, tức là cái vấn đề mà loại bỏ cái chuyện mà không tài dâm á chuyện nhỏ thôi nha quý vị những gì là quý vị đang bàn tán rồi được đưa lên giáo hội chỉ là chuyện nhỏ thôi trong cái điệp giới đó còn có những cái điểm mà còn khủng khiếp hơn nữa và thanh việt sẽ phân tích những cái điểm khủng khiếp đó nhân quý vị vào ngày mai Rồi bây giờ mình đi đến cái cái phần thứ hai đi cái lý do thứ hai mà ba vị thượng tọa đó phải thân chinh đi đến chùa của thầy Quang. đó là cái vấn đề mà các cái buổi thuyết pháp được xem là sai chánh pháp văn hóa việt nam và giáo lý phật vậy thì thầy quang phải giải thích tại sao vậy À, đó là những cái buổi mà mà quý vị nghe ở trên tiktok đã được cắt xén ra và nói rằng Ê, hát karaoke thì bị câm à, rồi à, à, đi đâu quý vị đi du lịch thì sau bị què quạt. cái gì đó đúng không quý vị rồi à, sao nữa à, sao nữa quý vị nhiều lắm quý vị ơi nhiều lắm rồi nằm võng mà à, ra ngoài đường chân ra ngoài đường thì mất hết tất cả các phước rồi trồng à, à, cà phê thì là sẽ bị nghiệp nặng vì làm người ta mất ngủ đúng không quý vị à ở trong à, phòng lạnh mở máy à ở ở trong nhà mà mở máy lạnh mà không có để cho nhà nó nóng giống ngoài đường á thì cũng là tổn phước đúng không quý vị à, vậy thì thầy quang giải thích như thế nào thưa quý vị nhẹ như tơ hồng bình chân như vậy Thầy giải thích như thế nào Thầy nói rằng Quý vị đừng lo à, Em xin cung cấp hết tất cả những bằng chứng Để chứng minh rằng Các nội dung bài giảng đó là đúng với giáo lý Giáo luật Phù hợp với lịch sử văn hóa dân tộc Nguyên bản của bài giảng đó được đăng trên các cái kênh chính thống của chùa Trực tiếp quản lý à, Còn những cái gì mà khán giả nghe Đó là bị cắt ghép nè cố tình cắt ghép à, rồi bình luận ngược lại với nội dung nguyên bản à, vì vậy những đoạn clip đó, đó là bị kẻ xấu cố tình cắt ghép xuyên tạc bôi nhọ vu không, làm giảm hy tín của cá nhân con và chùa à, và gây mất thanh danh uy tín của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ồ, ghê thế đó quý vị. Như vậy thầy Quang nói rằng yên tâm thầy sẽ cung cấp các cái bản gốc để cho quý vị xem à rồi sao nữa quý vị còn những cái bản mà trên tiktok đó đó là bản đó đó là bị cắt ghép rồi à ghép cái chữ này để vào miệng con rồi lấy cái chữ kia cho vào tay con à rồi lấy hình này ghép vào hình nọ bôi xấu con à bôi nhỏ con vu khống danh dự của con à nha quý vị nhé thì à, quý vị à, biết rồi quý vị mặc dù thầy quang à có thể là một thượng tọa cùng trang lứa với tất cả những à, thuận tạ mà đi đến chùa nhưng mà theo giáo luật đó quý vị nhé thì trong cách xưng hô Nhưng quý vị một cách chính thức thì người ta xưng là co cũng giống như là sư minh tuệ xưng vậy rồi cái điểm quan trọng này quý vị sau khi thầy đưa ra hai cái ý kiến đó thì thầy nói rằng thầy mạnh dạng nha quý vị thầy yêu cầu giáo hội cùng với cơ quan an ninh công an cần phải vào cuộc để trừng trị những cái kẻ mà ăn hiếp thầy với thủ đoạn hiểm độc vô cùng kể à thầy nói làm sao chúng con kiến nghị trừ tôn đức giáo hội các cấp chính quyền cần phải có biện pháp bảo vệ các vị giảng sư bảo vệ sự nghiệp hành pháp của đạo Phật trước những âm mưu thủ đoạn hiểm độc của kẻ xấu trời trời trời. vì hành pháp là yếu tố cốt lõi để bảo vệ gìn giữ Phật pháp được trường tồn oh thế nha quý vị nha này, thế quý vị nào mẹ đã phê bình lên án à, rồi cứ mở đi mở lại những cái cú mang được cắt kép thì quý vị coi chừng nha tự vì thượng tọa à, thượng tọa quan nhà ta tại bà rịa vũng tàu đã lên tiếng nói rằng giáo hội cần phải vào cuộc, cơ quan công an an ninh cần phải vào cuộc để bảo vệ à, à, con chứ, à, tự vì À, những kẻ mà nó rất là thủ đoạn âm mưu sâu những kẻ vô cùng xấu xa à hại con à nha quý vị và rồi và rồi sao quý vị đó là cái buổi kết thúc luôn cái buổi câu chuyện này kết thúc luôn nha quý vị quý vị nhớ rằng cái phiên họp này nó bắt đầu lúc 3 giờ chiều và rồi nó kết thúc lúc 4 giờ chiều như vậy là hai vấn đề kết thúc chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ à trăm tinh thần đoàn kết hòa hợp và vâng, đoàn kết hòa hợp. Sau đó đấy thượng tọa quan còn vui vẻ hân hoan làm gì mời ba thượng tọa đó đi đến để gửi lời động viên các cháu học sinh đang có kỳ lớp học hè. U ôi trời ơi một cái phước đức vô cùng kể nó quý vị nha. và đã có chữ ký đóng dấu của à, ba vị thân trinh đi đến chùa à, cộng với chữ ký của à, thượng tòa quan thưa quý vị như vậy như vậy tóm lại thầy quang nói rằng à, giáo hội trung ương muốn à, à, con không để vào cái chữ à, không được phản bội thì con sẽ không để con sẽ trở lại cái chữ à, không tài dâm, à, tại vì lúc trước con nghĩ rằng không tài dâm có nghĩa là trung thủy một vợ một chồng à nhưng mà ai ngờ ở bên ngoài người ta nghĩ lung tung đúng không quý vị à thầy quang nói rằng uh, con nghĩ là không uh, không uh, gọi là cái gì quý vị không tài dâm có nghĩa là uh, không phản bội mà không phản bội có nghĩa là trung thành mà trung thành với uh, tình yêu vợ chồng một vợ một chồng tình yêu uh, sắc thịt có nghĩa là giống như là tình yêu quê hương tình yêu với chủ nghĩa xã hội vậy đó thì con hiện đại nên con để như vậy Ôi chà chà chà. Thưa quý vị, đúng là thầy là một luật sư, một tiến sĩ luật nhân quý vị nha. Chứ còn mà ai mà có thể suy nghĩ được như vậy, ai mà có thể nói được một cái mà nó rộng như thế hả quý vị? Từ tình yêu vợ chồng xác thịt mà nó có thể là lôi đi vòng một cái ra cho tình yêu quê hương đất nước. Tình yêu xã hội chủ nghĩa. Ôi kinh thế đó quý vị à. Không biết quý vị nào có nghĩ được như vậy không? nên mà quý vị nghĩ được như vậy, thầy Thanh Việt hy vọng rằng quý vị nên đi học để có bằng tiến sĩ luật giống như là thượng tài quan Paris Vũng Tàu. nha quý vị nhé. Thưa quý vị, Thanh Việt vừa mới chia sẻ với quý vị cái buổi thẩm vấn, thẩm che và cái kết quả tóm lại bốn chữ bình chân như vậy. Thanh Việt xin kết thúc chương trình ở đây và xin hẹn lại quý vị vào chương trình ngày mai khi mà Thanh Việt sẽ phân tích rõ hơn một chút về cái tờ điệp giới của thầy Quang và so sánh với tờ điệp giới của Thương tọa Pháp Hòa tại Canada. Thưa quý xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Quý vị nhớ bấm nút like và để lại lời bình luận. I love you all.